Kỷ nguyên hội nhập và cơ hội cho Việt Nam. Khái quát chung về hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc khu vực và thế giới. Tính đến tháng 1 năm 2013, các nước có quan hệ loại này với Việt Nam gồm 4 thành viên thường trực Liên Hợp Quốc: Nga, Anh, Trung Quốc và Pháp, 2 cường quốc Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản, 1 cường quốc Nam Á là Ấn Độ, 3 nước Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Singapore. Tại châu Âu, hai đối tác chiến lược của Việt Nam là Đức, Tây Ban Nha, Ý. Trong số này, mối quan hệ với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài ra, năm 2009, Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Úc và Hoa Kỳ. Xin chào, tôi là Tú Tài Ta. Xin mời quý vị xem video. Hội nhập quốc tế là một quá trình tất yếu, có lịch sử phát triển lâu dài và có nguồn gốc. Bản chất xã hội của lao động và sự phát triển văn minh của quan hệ giữa con người với con người. Trong xã hội, con người muốn tồn tại và phát triển phải có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Rộng hơn, ở phạm vi quốc tế, một quốc gia muốn phát triển phải liên kết với các quốc gia khác. Trong một thế giới hiện đại, sự phát triển của kinh tế thị trường đòi hỏi các quốc gia phải mở rộng thị trường, hình thành thị trường khu vực và quốc tế. Đây chính là động lực chủ yếu thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Từ những thập niên cuối của thế kỷ 20 cho đến nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc các lĩnh vực của đời sống xã hội và xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất. Quá trình xã hội hóa và phân công lao động ở mức độ cao đã vượt qua khỏi phạm vi biên giới quốc gia và được quốc tế hóa ngày một sâu sắc. Sự quốc tế hóa như vậy thông qua việc hợp tác ngày càng sâu giữa các quốc gia ở tầm song phương, tiểu khu vực và toàn cầu. Về bản chất, hội nhập quốc tế chính là một hình thức phát triển cao của hợp tác quốc tế. Hội nhập quốc tế cũng như các hình thức hợp tác quốc tế khác đều vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Các quốc gia tham gia quá trình này cơ bản vì lợi ích cho đất nước, vì sự phồn vinh của dân tộc mình. Mặt khác, các quốc gia thực hiện hội nhập quốc tế cũng có phần thúc đẩy thế giới tiến nhanh trên con đường văn minh thịnh vượng. Nhìn tổng thể thì hội nhập quốc tế có 3 cấp độ chính là hội nhập toàn cầu, khu vực và song phương. Các phương thức hội nhập này được triển khai trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Cho đến nay, đối với Việt Nam, hội nhập quốc tế được triển khai trên 3 lĩnh vực chính gồm hội nhập trong lĩnh vực kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ và lĩnh vực khác. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm của hội nhập quốc tế. Hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế. Thứ nhất, hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế manh nha từ cổ đại và ngày càng phát triển được thời kỳ trung đại và hiện đại, văn minh như ngày nay. Thời La Mã cổ đại, khi đế chế La Mã xâm chiếm thế giới đã mở mang mạng lưới giao thông, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và áp đặt đồng tiền của họ trong toàn bộ các khu vực, vùng ảnh lãnh thổ nơi bị họ chiếm đóng. Trong thời kỳ phong kiến hay cận đại thì các quốc gia cũng có những hành động mở mang giao thương, buôn bán thương mại với nhau. Sự thông thương trong thời cổ đại và trung đại được minh chứng rõ nét nhất bằng việc hình thành con đường tơ lụa, bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh Trung Quốc, qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, chung quanh vùng địa Trung Hải và đến tận châu Âu. Con đường này cũng đi đến cả Hàn Quốc và Nhật Bản, có chiều dài tới 4.000 dặm, tương đương với 6.437 km. Với việc tồn tại hơn 10 thế kỷ, con đường tơ lụa giúp cho giao thương Đông Tây phát triển rực rỡ, được coi là điểm nhấn rõ nét trong lịch sử thương mại thế giới. Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế được các quốc gia vùng lãnh thổ thực hiện bằng những phương thức chủ yếu và có thể phân biệt như sau. Thứ nhất, thỏa thuận thương mại ưu đãi. Đây là phương thức thấp nhất của hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng có lịch sử hình thành lâu đời nhất so với các hình thức khác của hội nhập kinh tế quốc tế. Theo phương thức này, các quốc gia vùng lãnh thổ tham gia các thỏa thuận, hiệp định, trong đó cam kết dành cho nhau các ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa của nhau, tạo thành các ưu đãi thương mại. Ví dụ, hiệp định về thỏa thuận thương mại ưu đãi ASEAN năm 1977, trong các thỏa thuận hiệp định thương mại ưu đãi, thuế quan và hàng rào phi thuế quan có thể vẫn còn, nhưng thấp hơn so với khi áp dụng cho quốc gia không tham gia thỏa thuận hiệp định này. Thứ hai, khu vực mậu dịch tự do. Khu vực mậu dịch tự do là một hình thức hợp nhập kinh tế quốc tế ở mức độ tương đối cao do hai quốc gia, ví dụ hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Chile,
hoặc một nhóm các quốc gia vùng lãnh thổ, ví dụ như hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN Úc và New Zealand, hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU thiết lập. Việc thành lập khu vực mậu dịch tự do nhằm thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên. Theo đó, các thành viên đồng ý để loại trừ thuế quan, hạn ngạch và ưu đãi khác trong thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và các lĩnh vực khác liên quan giữa các quốc gia vùng lãnh thổ trong đó. Các thành viên tham gia khu vực mậu dịch tự do cam kết giảm thiểu thuế quan cho nhau, thậm chí có lĩnh vực loại bỏ hạn ngạch thuế quan, có nghĩa là thuế bằng không, hàng rào phi thuế quan, cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, hạn ngạch, quota cũng được giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn. Hàng hóa và dịch vụ được di chuyển tự do giữa các quốc gia vùng lãnh thổ của các thành viên. Xu thế thành lập khu vực mậu dịch tự do đang là phổ biến hiện nay. Thứ ba, hiệp định đối tác kinh tế. Hiệp định đối tác kinh tế là cấp độ hội nhập kinh tế sâu hơn hiệp định thương mại tự do. Mặc dù vậy, trong quan hệ hiện nay, nếu xét về nội dung thì ranh giới để phân biệt giữa hiệp định đối tác kinh tế và hiệp định thương mại tự do cũng không thực sự rõ ràng. Ví dụ, hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU. Tuy nhiên, về nguyên tắc, đối với hiệp định thương mại tự do, ngoài việc tự do hóa thương mại hàng hóa thông qua bãi bỏ thuế quan và hàng rào phi thuế quan, thì còn bao gồm cả tự do hóa ở mức độ cao về dịch vụ, đầu tư, thúc đẩy thương mại điện tử hoặc các lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến thương mại giữa các nước ký kết hiệp định. Hiệp định đối tác kinh tế cũng là một xu hướng mới nổi trong hợp tác kinh tế quốc tế hiện nay. Hiệp định đối tác kinh tế có thể là đối tác giữa một nhóm nước khu vực, chẳng hạn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP, các nước ASEAN và các đối tác đang đàm phán, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Nhật Bản AGCEP, hoặc hiệp định đối tác song phương như hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam Nhật Bản VGEPA. Thứ tư, thị trường chung. Thị trường chung có đầy đủ các yếu tố của hiệp định đối tác kinh tế và liên minh thuế quan, cộng thêm các yếu tố như tự do di chuyển các yếu tố sản xuất, như ví dụ như vốn, lao động giữa các nước thành viên. Một thị trường chung như vậy đã từng được thành lập ở châu Âu vào năm 1957 theo Hiệp ước Roma, gồm Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Pháp, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1958 và sau đó thêm một số nước như Anh, Đan Mạch, Ireland 1973, Hy Lạp năm 1981, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha 1986, hoặc từ thị trường Trung Đông và Nam Phi thành lập vào năm 1994. Khối ASEAN cũng đã tuyên bố hình thành cộng đồng ASEAN dựa trên 3 trụ cột là cộng đồng chính trị an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội. Đối với cộng đồng kinh tế ASEAN, mục tiêu chính là nhằm hình thành một khu vực kinh tế ASEAN của tỉnh thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao. Trong đó, hàng hóa, dịch vụ, đầu tư sẽ được trung chuyển tự do và vốn được lưu chuyển tự do hơn, kinh tế phát triển đồng đều. Thực chất, xét về khía cạnh này, đây là những nội dung cơ bản của một thị trường chung. Thứ năm, liên minh thuế quan. Liên minh thuế quan là một hình thức của hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, thuế quan giữa những nước thành viên đều bị loại bỏ. Chính sách thương mại chung của liên minh đối với những nước không thành viên được thực hiện. Các thành viên của liên minh ngoài việc cắt giảm và loại bỏ thuế quan trong thương mại nội khối còn thống nhất thực hiện chính sách thuế quan chung đối với các nước bên ngoài khối. Ví dụ, cộng đồng các quốc gia ANDES CAM, một liên minh thuế quan gồm các thành viên Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru, hay liên minh kinh tế Á Âu gồm Liên bang Nga, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Armenia. Việc thành lập liên minh thuế quan cho phép tránh được những phức tạp liên quan đến quy tắc xuất xứ, nhưng lại làm nảy sinh những khó khăn trong phối hợp chính sách giữa các nước thành viên. Thứ sáu, liên minh kinh tế và tiền tệ. Liên minh kinh tế Economic Union là hình thức cao của hội nhập kinh tế quốc tế. Liên minh kinh tế được xây dựng trên cơ sở các quốc gia thành viên thống nhất thực hiện các chính sách thương mại, tiền tệ, tài chính và một số chính sách kinh tế xã hội chung giữa các thành viên với nhau và với các nước ngoài khối. Như vậy, ở liên minh kinh tế, ngoài việc các luồng vốn, hàng hóa, lao động và dịch vụ được tự do lưu thông ở các thị trường chung, các nước còn tiến tới thống nhất các chính sách quản lý kinh tế xã hội, sử dụng chung một đồng tiền, ví dụ như EU, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, ECOWAS. Trong các liên minh kinh tế từng tồn tại, nhưng nay không còn liên minh như Bỉ, Luxembourg, hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ này tạo ra một thị trường chung giữa các nền kinh tế, không còn hàng rào kinh tế nào. Liên minh tiền tệ hình thành trên cơ sở các nước phối hợp các chính sách tiền tệ với nhau, thỏa thuận về dự trữ tiền tệ cũng như phát hành đồng tiền chung. Trong liên minh tiền tệ, các nước thống nhất hoạt động
của các ngân hàng trung ương, đồng thời thống nhất hoạt động của các giao dịch với các tổ chức tiền tệ và tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới. Trong lịch sử đã từng có những khu vực dùng một đơn vị đồng tiền chung như Liên minh tiền tệ Latin thế kỷ 19. Cùng với một đơn vị tiền tệ chung, các quốc gia thành viên sẽ phải từ bỏ quyền thực thi chính sách tiền tệ riêng của mình, mà thay vào đó là một chính sách tiền tệ chung của toàn khối do một ngân hàng trung ương chung của khối đó thực hiện, ví dụ Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB của EU. Thứ bảy, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế là hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ra đời vào thập niên 80 của thế kỷ 20, ví dụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, và Diễn đàn Hợp tác Á-Âu, ASEAN. Các quốc gia tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế không có những cam kết mang tính ràng buộc thực hiện, mà chủ yếu mang tính định hướng, khuyến nghị hành động đối với các quốc gia thành viên. Những nguyên tắc được xây dựng giữa các quốc gia tham gia diễn đàn là linh hoạt và tự nguyện để thực hiện tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại đầu tư. Tuy nhiên vậy, ngày nay, diễn đàn hợp tác kinh tế cũng có vai trò khá quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế, thương mại cũng như giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội cùng quan tâm của các quốc gia trong khu vực, duy trì và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, nhất là trong thời điểm xuất hiện những xu thế chống lại toàn cầu hóa, gia tăng bảo hộ trong nước. Chẳng hạn, Hội nghị Liên bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế APEC tại Đà Nẵng năm 2017 đã thông qua 4 sáng kiến của Việt Nam, đó là: thứ nhất, sáng kiến về khuôn khổ APEC về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho các giao dịch thương mại điện tử, tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào hệ thống giao dịch thương mại điện tử khu vực và toàn cầu, cũng như góp phần tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong khu vực, hướng tới việc hoàn thành mục tiêu vào năm 2020. Thứ hai, khuôn khổ giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động kết nối chuỗi cung ứng giai đoạn 2, FAP2 từ 2017 đến 2020 nhằm xác định và giải quyết các rào cản chính đối với chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho sự lưu thông của hàng hóa và dịch vụ trong toàn khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Chiến lược APEC về các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ xanh, bền vững và sáng tạo nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ. Bộ thông lệ tốt của APEC về thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là sáng kiến chung của Việt Nam và Nhật Bản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh trong khu vực là và sáng kiến về thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do Việt Nam chủ trì nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong APEC. Thứ hai, hội nhập trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh. Hội nhập trong lĩnh vực chính trị. Hội nhập quốc tế và chính trị mặc dù manh nha từ lâu nhưng chỉ trong thời gian gần đây mới trở thành một trong những xu thế chung của thế giới và nó sẽ tiếp tục phát triển trong một thế giới hiện đại. Tuy nhiên, khác với các lĩnh vực hội nhập quốc tế khác, trong giai đoạn hiện nay, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực này chỉ có ở mức độ và phạm vi nhất định chứ không sâu như hội nhập kinh tế. Đây có thể nói là một hình thức liên kết quốc tế đặc biệt trong hội nhập. Theo đó, hội nhập quốc tế về chính trị là quá trình các quốc gia tham gia vào các cơ chế quyền lực tập thể vì những mục tiêu lợi ích của quốc gia mình. Quốc gia có thể hội nhập chính trị quốc tế thông qua ký điều ước quốc tế đa phương, khu vực, tiểu khu vực hoặc song phương để thiết lập các mối liên kết quyền lực, hiệp ước liên minh hay đồng minh, hoặc tham gia vào các tổ chức chính trị khu vực, ví dụ như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Liên minh châu Âu, EU hay một tổ chức có quy mô toàn cầu, ví dụ Liên Hợp Quốc. Hội nhập quốc tế về chính trị có nhiều hình thức khác nhau. Ở hình thức thấp nhất của hội nhập quốc tế về chính trị là việc liên kết hạn chế giữa các quốc gia, mà trong đó các quốc gia vẫn cơ bản giữ thẩm quyền định đoạt chính sách riêng. Chẳng hạn, hội nhập về chính trị trong ASEAN vẫn còn tồn tại nhiều sự khác biệt và đa dạng. Hình thức hội nhập quốc tế về chính trị ở mức độ cao hơn đòi hỏi sự tương đồng về thể chế chính trị và độ tin cậy hoàn toàn của các quốc gia. Về mặt tổ chức quyền lực, các quốc gia thành viên chỉ giữ một số thẩm quyền nhất định, còn trao các quyền lực còn lại cho một số cơ cấu siêu quốc gia của mình. Ví dụ EU là một điển hình trong các lĩnh vực của hội nhập quốc tế. Hội nhập chính trị là bước cuối cùng trên cơ sở các quốc gia đã đạt đến trình độ cao ở hội nhập kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong lịch sử, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada trước đây và EU hiện nay được thành lập theo phương thức này. Thưa quý vị, trên thực tế, trong những hoàn cảnh nhất định ở các khu vực khác nhau, việc hội nhập quốc tế cũng không tuân theo tuần tự như đã nêu trên. Hội nhập quốc tế về chính trị có thể đi trước để mở đường, thúc đẩy hội nhập trong các lĩnh vực khác. Một minh chứng rõ ràng nhất là đối với trường hợp ASEAN, trong giai đoạn đầu là một cơ chế hợp tác khu vực về chính trị, ngoại giao nhằm đối phó với những thách thức đối với an ninh quốc gia của các quốc gia thành viên. Sau giai đoạn khởi đầu chủ yếu hội nhập về chính trị an ninh, từ cuối thập niên 70 thế kỷ 20,
ASEAN mới bắt đầu triển khai hợp tác về kinh tế và chỉ từ gần giữa thập niên 90 thế kỷ 20, ASEAN mới bắt đầu tiến trình hội nhập kinh tế. Đến khi có hiến chương ASEAN vào năm 2007, ASEAN mới bắt đầu hội nhập toàn diện hơn trên cả ba lĩnh vực là chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa và xã hội. Hội nhập trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh là việc các quốc gia tham gia vào quá trình gắn kết cùng nhau trong mục tiêu tăng cường sức mạnh phòng thủ của quốc gia mình, duy trì hòa bình và an ninh của các quốc gia, khu vực và toàn cầu. Có nhiều phương thức hội nhập quốc phòng, an ninh khác nhau, nhưng chủ yếu gồm các phương thức như sau. Thứ nhất, Hiệp ước Liên minh quân sự song phương là hình thức có từ lâu đời nhất. Đây là thỏa thuận giữa hai quốc gia, trong đó có quy định về trợ giúp quân sự lẫn nhau trong những tình huống cần thiết đe dọa đến an ninh hòa bình của một nước. Ví dụ giữa Việt Nam Liên Xô cũ có Hiệp ước Hữu nghị Xô Việt năm 1978, trong đó có điều khoản về phòng thủ quân sự chung. Hiện nay Liên bang Nga không kế thừa hiệp định này. Hoặc Hoa Kỳ có Hiệp ước Liên minh quân sự song phương với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines, Thái Lan. Bên cạnh đó, hiện nay hợp tác quân sự song phương để phát triển khoa học kỹ thuật quân sự trong nước và tăng cường khả năng phòng thủ cũng là một xu hướng phát triển trên thế giới. Hiện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có các hình thức hợp tác này. Ví dụ, Hiệp định Hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Ukraine năm 2002, Hiệp định Hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và Liên bang Nga năm 2013, Hiệp định Hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Campuchia và Belarus năm 2014. Hợp tác quân sự song phương không nhằm để đối phó hoặc đề phòng một nguy cơ hiện hữu nào đó về quốc phòng, an ninh của quốc gia thành viên, mà đơn thuần là để tăng cường khả năng quốc phòng, an ninh nói chung của các quốc gia tham gia ký kết. Thứ hai, Hiệp ước phòng thủ chung hay Hiệp định đa phương về hợp tác quân sự. Hiệp ước phòng thủ chung là hình thức khá phổ biến trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi mà thế giới được cơ bản chia thành hai hệ thống đối trọng nhau, hệ thống của nước xã hội chủ nghĩa và hệ thống của các nước tư bản chủ nghĩa. Trong thời kỳ này, nhiều hiệp ước phòng thủ chung được ký kết như Hiệp ước Warsaw năm 1955 của các nước thuộc khối các nước xã hội chủ nghĩa, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO năm 1949, Hiệp ước Đông Nam Á SEATO năm 1995, Hiệp ước An ninh Australia New Zealand Hoa Kỳ ANZUS năm 1951. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh các hiệp ước phòng thủ chung thì các hiệp ước hợp tác quân sự đa phương, khu vực cũng được hình thành. Ví dụ, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ASEAN năm 1976, Hiệp ước Khu vực Phi Vũ khí Hạt nhân Đông Nam Á, Hiệp ước năm 1995. Thứ ba, phương thức dàn xếp an ninh tập thể là phương thức liên kết quốc phòng, an ninh lỏng lẻo hơn cả các hình thức đa dạng như đối thoại, xây dựng lòng tin, phòng ngừa và các hình thức khác để xây dựng thói quen hợp tác, ràng buộc lẫn nhau, từ đó có thể hạn chế khả năng xảy ra xung đột giữa các thành viên. Các hình thức đối ngoại xây dựng niềm tin như Diễn đàn Khu vực ASEAN, ARF, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, ADMM, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, mở rộng, ADMM cộng, Hội nghị cấp cao Đông Á, EAS. Các hình thức phòng ngừa tập thể dựa trên nguyên tắc các thành viên cam kết không tấn công nhau. Nếu có một thành viên vi phạm, sẽ dùng sức mạnh hợp tác của các cả khối để ngăn chặn và giải quyết xung đột. Hội quốc liên và sau này là Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Ả Rập, Tổ chức Thống nhất Châu Mỹ, OAS, Tổ chức Thống nhất Châu Phi, OAU, Cộng đồng Chính trị An ninh mà ASEAN đang xây dựng là những mô hình cụ thể của phương thức liên kết an ninh tập thể. Đối với Việt Nam, hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh được xác định trong các văn bản của Đảng và Nhà nước. Theo đó, phạm vi hội nhập quốc tế của Việt Nam ở lĩnh vực này là đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương về quốc phòng, an ninh với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống, từng bước đưa hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả. Chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng hội nhập quốc tế để xâm phạm an ninh quốc gia nước ta, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước, trước hết là các nước láng giềng, các nước lớn, chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và đối phó với các thách thức về an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh mạng, an ninh biển và các thách thức an ninh phi truyền thống khác. Thưa quý vị, chủ động và tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh mà nước ta là thành viên, trước hết là các cơ chế trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN làm chủ đạo, xây dựng và phát triển và triển khai kế hoạch gia nhập các cơ chế đa phương khác, trong đó có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao hơn như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, kiểm soát phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, diễn tập chung và các hoạt động khác
đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và góp phần đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu ổn định, bền vững. Ngày nay, mặc dù xu thế hợp tác, hội nhập là cơ bản, chủ đạo trong quan hệ quốc tế, nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại các nguy cơ bị xâm lược, đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia. Thực tế trong thời gian qua của Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới đã chứng minh điều này. Do đó, hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh sẽ tăng cường sức mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực này. Điều đó trước hết nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định trong nước để phát triển. Sau đó, nhằm có đủ khả năng lực, điều kiện và một thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ hòa bình, duy trì ổn định theo các quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc và pháp luật quốc tế. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác. Thưa quý vị, đây là lĩnh vực lớn bao quát nhiều mặt của đời sống xã hội. Xét về khía cạnh hội nhập quốc tế của lĩnh vực này, nó bao gồm hội nhập quốc tế về văn hóa xã hội, hội nhập quốc tế về giáo dục, hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực khác. Hội nhập quốc tế về văn hóa xã hội có nhiều vấn đề cần lưu tâm. Trước hết, trong lĩnh vực văn hóa, Việt Nam mở cửa trao đổi văn hóa, chia sẻ các giá trị văn hóa tinh thần với các quốc gia khác. Mục đích của hội nhập quốc tế về văn hóa là tiếp thu các giá trị văn hóa tiến bộ của thế giới để bổ sung và làm giàu nền văn hóa của dân tộc quốc gia mình. Hội nhập quốc tế về văn hóa xã hội có thể thông qua việc tham gia các tổ chức hợp tác và phát triển văn hóa, ví dụ tham gia thực hiện cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO hoặc ký kết gia nhập điều ước quốc tế song phương, khu vực và đa phương về hợp tác phát triển lĩnh vực văn hóa. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có thể chủ động tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao với hình thức song phương, khu vực và thế giới. Qua quá trình hội nhập quốc tế sẽ làm sâu sắc nội dung hợp tác, thực sự gắn kết bền vững giữa các quốc gia, thúc đẩy sự gần gũi hơn về văn hóa, trong khi vẫn giữ được bản sắc riêng về văn hóa của từng quốc gia. Hội nhập quốc tế về văn hóa cũng đồng thời tạo điều kiện để người dân mỗi nước được thụ hưởng tốt hơn các giá trị văn hóa của nhân dân và nhân loại. Bên cạnh đó, mặt thứ hai liên quan đến các vấn đề về xã hội như lao động, việc làm, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho người dân, cộng đồng, bảo trợ xã hội, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo bình đẳng giới và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực xã hội. Việt Nam hợp tác với quốc tế để phát triển giải quyết tốt. Hội nhập quốc tế giúp Việt Nam nâng cao chất lượng trong việc thực hiện các vấn đề về xã hội. Hội nhập quốc tế về giáo dục là hiện đại hóa, quốc tế hóa nền giáo dục của quốc gia mình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay là vấn đề tương đối bức xúc, yêu cầu cấp thiết phải cải cách cơ bản, tìm hướng đi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ngang tầm quốc tế. Một trong những hướng đi của cải cách giáo dục, đào tạo là hội nhập quốc tế sâu sắc về vấn đề này. Đối với Việt Nam, hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc dân tộc trong giáo dục con người Việt Nam với những đặc trưng riêng. Do đó, trong hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo phải tìm kênh tiếp cận thích hợp, lựa chọn lĩnh vực mũi nhọn đột phá. Việc hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo có thể thông qua nhiều kênh khác nhau, từ việc ký kết điều ước quốc tế thực hiện hợp tác giáo dục đến việc trao đổi tham gia các hoạt động quốc tế khác nhằm nâng cao chất lượng tiêu chuẩn giáo dục đào tạo trong nước. Việc hội nhập phải đảm bảo thực hiện trong tất cả các khâu của giáo dục và đào tạo, đồng thời kiểm tra đánh giá theo chuẩn mực quốc tế và xây dựng cơ sở vật chất liên quan đến giáo dục đào tạo theo tiêu chuẩn tốt của quốc tế. Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế làm cho lĩnh vực khoa học công nghệ trong nước tiếp cận theo kịp trình độ tiên tiến của thế giới. Thông qua đó, nâng cao trình độ nghiên cứu, sử dụng thành tựu khoa học công nghệ ở trong nước, rút ngắn khoảng cách công nghệ của Việt Nam so với các quốc gia phát triển, cải thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của Việt Nam. Hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ có thể thông qua phương thức phát triển quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ với các quốc gia, tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ ở các hình thức khác nhau. Trong đó có việc ký kết thực hiện điều ước quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, cũng tăng cường ký kết thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, công nghệ với các quốc gia, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Ngoài các lĩnh vực trên, hội nhập quốc tế toàn diện bao gồm cả hội nhập ở các lĩnh vực khác của đời sống xã hội như lao động, y tế và thể thao, tạo nên một quá trình tổng thể thống nhất trong sự mở cửa, hợp tác sâu với quốc tế nhằm tiếp thu những thành tựu, giá trị tốt đẹp trong quá trình phát triển của nhân loại trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội tại Việt Nam. Quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Việt Nam hiện nay dưới chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
đến nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 trong 200 quốc gia trên toàn thế giới, thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước tầm hợp tác vì lợi ích của nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Nước mới nhất mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao là Tonga ngày 21 tháng 9 năm 2023 theo giờ Việt và giờ Mỹ. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với một quan sát viên và một vùng lãnh thổ tranh chấp thực tế không thuộc không độc lập là Palestine và Tây Sahara, trước quan hệ ngoại giao với hai quốc gia thành viên và một quan sát viên thuộc Liên Hợp Quốc, Tuvalu, Malawi và thành Vatican. Việt Nam đã thiết lập quan hệ bình thường với tất cả các nước lớn, các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong số các nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 6 quốc gia, gồm Trung Quốc 2008, Nga 2012, Ấn Độ 2016, Hàn Quốc 2022, Hoa Kỳ, Nhật Bản 2023, quan hệ đối tác chiến lược với 12 quốc gia khác gồm Tây Ban Nha, Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland, Đức, Ý, Pháp, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Úc, New Zealand và quan hệ đối tác toàn diện với 13 quốc gia gồm Nam Phi, Venezuela, Chile, Brazil, Argentina, Ukraine, Đan Mạch, Myanmar, Canada, Hungary, Brunei và Hà Lan. Về chủ trương theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 10 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 đã nêu lên chính sách đối ngoại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh. Về lịch sử ngoại giao, Việt Nam có hàng nghìn năm lịch sử với nền ngoại giao tinh tế và hiển hách, từ 1000 năm Bắc thuộc, trải qua các triều đại từ vua Hùng, An Dương Vương, Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê và Nguyễn. Việt Nam chủ yếu có quan hệ ngoại giao với các triều đình phong kiến Trung Quốc. Nền ngoại giao hiện đại của Việt Nam ra đời khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đứng đầu ngành ngoại giao của Việt Nam. Thời kỳ chiến tranh, giai đoạn năm 1945-1946 là thời kỳ cực kỳ khó khăn của đất nước nói chung và ngoại giao Việt Nam nói riêng. Nhà nước độc lập non trẻ chưa được nước nào công nhận. Chính sách ngoại giao của Việt Nam lúc đó đã hòa hoãn với Quốc dân Đảng và quân đội Tưởng Giới Thạch tập trung đánh Pháp ở miền Nam, rồi hòa với Pháp bằng việc ký kết Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Giai đoạn năm 1947-1954, ngoại giao đã đấu tranh chính trị để hình thành liên minh với Lào, Campuchia, chống Pháp, xây dựng quan hệ với Thái Lan, Miến Điện, Indonesia và Ấn Độ. Đầu năm 1950, tranh thủ chiến thắng của chiến dịch biên giới, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với hai đồng minh quan trọng là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Ngoài ra, còn các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Á và Đông Âu. Giai đoạn năm 1954-1975, ngoại giao đã tấn công hậu phương quốc tế của Mỹ, mở rộng hậu phương quốc tế của Việt Nam, hình thành phong trào phản chiến trên toàn thế giới. Năm 1964, Chu Ân Lai lo lắng về sự leo thang của Mỹ tại miền Nam Việt Nam, nên đã ký thỏa thuận chính thức với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thỏa thuận này quy định rằng nếu các lực lượng Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa xâm lược, đánh phá Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trung Quốc sẽ phản ứng bằng cách cho mượn phi công. Nhưng trong các cuộc tấn công của Mỹ, Mao Trạch Đông không gửi nhiều phi công được đào tạo như ông đã hứa. Kết quả dẫn đến việc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhận viện trợ quốc phòng của Liên Xô là chủ yếu. Đồng thời, ngoại giao đã phối hợp với chiến trường, đấu tranh chính trị, tiến hành đàm phán và ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1977. Hiệp định Paris là thắng lợi của ngoại giao Việt Nam, buộc Mỹ và các nước liên quan rút quân vào Việt Nam, chấm dứt chiến tranh, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Trong quá trình đàm phán hiệp định này, ngoại giao của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam phối hợp nhịp nhàng theo phương châm tuy hai mà một, tuy một mà hai, vừa đánh vừa đàm. Thời kỳ bao cấp, giai đoạn 75-86, đây là thời kỳ ngoại giao khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Những năm đầu sau chiến tranh, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hàng chục nước, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa, tranh thủ được sự giúp đỡ về vật chất của nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế nhằm khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Việt Nam nhanh chóng gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9 năm 1977. Đến năm 1975, căng thẳng bắt đầu phát triển vì Bắc Kinh ngày càng coi Việt Nam là công cụ của Liên Xô để bao vây Trung Quốc. Trong khi đó, hỗ trợ ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với chính quyền Khmer Đỏ đã khiến Việt Nam nghi ngờ về động cơ của Trung Quốc.
Quan hệ Việt Nam Trung Quốc xấu đi đáng kể sau khi Hà Nội thiết lập lệnh cấm ngày tháng 3 năm 1978 về thương mại tư nhân, động thái đặc biệt ảnh hưởng đến cộng đồng Hoa Kiều. Việt Nam buộc phải tấn công Khmer Đỏ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tháng 12 năm 1978, đó là nguyên nhân trực tiếp để Trung Quốc phát động cuộc xâm lược biên giới Việt Nam tháng 2 năm 1979, phải đối mặt với việc cắt đứt viện trợ của Trung Quốc và quan hệ quốc tế căng thẳng. Việt Nam thiết lập quan hệ gần gũi hơn với Liên Xô bằng cách tham gia Hội đồng Tương trợ Kinh tế tháng 6 năm 1978, ký hiệp ước với Liên Xô tháng 11 năm 1978. Trong suốt thập niên 1980, Việt Nam đã nhận được gần 3 tỷ đô la trên một năm viện trợ kinh tế và quân sự của Liên Xô và thực hiện hầu hết các giao dịch thương mại với Liên Xô và khối Comecon. Cuộc chiến tranh với Trung Quốc và Khmer Đỏ đã dẫn đến việc Trung Quốc, phương Tây và ASEAN bao vây, cô lập, cấm vận Việt Nam hơn một thập kỷ, gây rất nhiều khó khăn cho việc khôi phục và phát triển kinh tế. Thời kỳ đổi mới, giai đoạn 1986 đến nay, với Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần 6 tháng 12 năm 1986, Việt Nam đã khởi đầu công cuộc thay đổi toàn diện đất nước, trong đó có đường lối, chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại giao. Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị tháng 5 năm 1988 đã tạo ra bước ngoặt trong đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam. Các đại hội tiếp theo từ Đại hội 7 1991, Đại hội 8 1996, Đại hội 9 2001 đến Đại hội 10 2006 đã quyết định đường lối ngoại giao của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chính sách đối ngoại mở rộng, đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. Đại hội 11/2011 đã phát triển và bổ sung nâng cao vị thế của đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Hợp tác bình đẳng cũng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương, Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Hội nhập quốc tế. Với việc rút hoàn toàn quân đội của Campuchia, vấn đề Campuchia được giải quyết, Việt Nam đã phá được bao vây, cấm vận và không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế theo hướng đa dạng hóa và đa phương hóa, bình thường hóa và từng bước xác lập quan hệ ổn định lâu dài với tất cả nước lớn, các nước công nghiệp phát triển. Cho đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 192 nước, trong đó có tất cả các nước lớn, có quan hệ kinh tế với hơn 221 thị trường nước ngoài và là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế như Cộng đồng Pháp ngữ, tham gia năm 1970, Liên Hợp Quốc 1977, Phong trào Không Liên Kết 1976, ASEAN 1995, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEM 1996, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương APEC 1998, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO 2006. Việt Nam đã giải quyết ổn thỏa nhiều tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, tranh thủ nhiều ODA, FDI, mở rộng thị trường ngoài nước, tăng cường ngoại giao đa phương. Các sự kiện lớn của ngoại giao Việt Nam trong những năm gần đây là Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao 7 Tổ chức Pháp ngữ 1997, Hội nghị cấp cao ASEAN 7 1998, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu lần 5 2004, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 14 2006, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 29 2017. Hoa Kỳ dành cho Việt Nam quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn từ tháng 11 năm 2006. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2007, Việt Nam đã được bầu làm một trong các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Ngày 7 tháng 6 năm 2019 tại New York, Hoa Kỳ, Việt Nam lần thứ hai được bầu chọn là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Năm 2010, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đối ngoại nổi bật. Việt Nam đảm nhận thành công vai trò chủ tịch ASEAN với chủ đề hướng tới cộng đồng ASEAN từ tầm nhìn tới hành động, chủ trì thành công Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Đông Á, tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế Việt Nam Châu Phi lần thứ hai. Năm 2012, Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Việt Nam Mỹ Latin về thương mại và đầu tư. Trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là COVID-19, với vai trò chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ trì và tổ chức thành công các hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN xem cộng 3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc khu vực và thế giới. Tính đến tháng 1 năm 2013, các nước có quan hệ loại này với Việt Nam gồm 4 thành viên thường trực Liên Hợp Quốc, bao gồm Nga, Anh, Trung Quốc và Pháp, 2 cường quốc Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản, 1 cường quốc Nam Á là Ấn Độ,
ba nước Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia, Singapore. Tại châu Âu, hai đối tác chiến lược của Việt Nam là Đức 2011, Tây Ban Nha 2009, Ý 2013. Trong số này, mối quan hệ với Trung Quốc 2008, Nga 2012 và Ấn Độ 2016 đã được lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài ra, từ năm 2009, Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Úc và Hoa Kỳ. Chủ trương đối ngoại. Chủ trương đối ngoại của Việt Nam có ba trụ cột chính là: thứ nhất, đảm bảo an ninh quốc gia, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc và bản sắc dân tộc; thứ hai, đảm bảo sự thống nhất, ổn định của hệ thống chính trị; thứ ba, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc gia. Chủ trương đảm bảo an ninh quốc gia, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, bản sắc dân tộc được coi là mục tiêu tiên quyết trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Với lịch sử là nước phải hứng chịu nhiều cuộc xâm lược của nước ngoài và không có đạo quân xâm lược nào quan tâm chăm lo cho cuộc sống của người dân nước họ chiếm đóng. Mọi cường quốc dù dưới bất kỳ hình thức hay màu cờ nào cũng đều chỉ muốn làm lợi cho riêng mình trên lưng nhân dân Việt Nam. Lịch sử Việt Nam cho thấy muốn được cuộc sống ấm no hạnh phúc thì nhất định người Việt Nam phải làm chủ đất nước của mình và phải đảm bảo chiến tranh không xảy ra. Chỉ cần chiến tranh nổ ra thì dù kết quả thế nào đi chăng nữa, người dân Việt Nam cũng sẽ luôn phải chịu vô cùng nhiều đau thương và mất mát. Một đất nước xảy ra chiến tranh triền miên sẽ không thể nào phát triển kinh tế và đảm bảo cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân được. Điểm mấu chốt của trụ cột này là Việt Nam không bị quân đội nước ngoài xâm lược. Công việc nội bộ của Việt Nam do người Việt Nam quyết định và chính quyền Việt Nam không bị thao túng bởi bất kỳ thế lực nào từ bên ngoài. Chủ trương đảm bảo sự thống nhất, ổn định của hệ thống chính trị. Từ góc độ lịch sử dân tộc cho thấy, yếu tố ổn định và hệ thống chính trị đóng vai trò quan trọng đối với nền hòa bình, an ninh và phát triển của Việt Nam. Bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào, bạo loạn gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nội chiến không nhất thiết sẽ nổ ra, nhưng nó là nguy cơ không thể loại trừ. Lịch sử ngàn năm của Việt Nam cho thấy, khi đất nước bị chia rẽ, các cường quốc ở bên ngoài sẽ luôn chớp lấy thời cơ thao túng Việt Nam để trục lợi. Do đó, có thể nói rằng việc duy trì ổn định chính trị quốc nội và chính quyền vững mạnh là yếu tố mang tính then chốt để đảm bảo an ninh quốc gia. Chủ trương tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc gia. Khu vực càng ít biến động, các cường quốc càng hạn chế tranh giành quyền lực, thì Việt Nam càng có thể tập trung nguồn lực phát triển kinh tế và đầu tư cho giáo dục, an sinh xã hội. Khi nền kinh tế phát triển bền vững, ổn định chính trị đã đi theo. Theo giới tinh hoa Việt Nam, đảm bảo kinh tế phát triển và nâng cao đời sống người dân là yếu tố quyết định tới ổn định chính trị. Mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh là một trong các nội dung để xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân được coi là quan trọng nhất. Một trong các biện pháp để Việt Nam đảm bảo ba trụ cột vừa nói là cân bằng quan hệ, đặc biệt là cân bằng quan hệ các nước lớn. Theo Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, chính sách đối ngoại của đất nước ta trong 70 năm qua luôn đảm bảo nhất quán lập trường giữ cân bằng trong quan hệ với các nước để phục vụ lợi ích dân tộc. Quan hệ quốc tế đúc kết ra thực tế rằng các nước lớn có thương lượng trên lưng các nước nhỏ. Nhiều quốc gia khác cũng trải qua việc này, không chỉ có Việt Nam. Để đạt được lợi ích quốc gia, các nước cũng có nhiều thỏa thuận gây hại cho các quốc gia khác. Điều quan trọng là chúng ta phải đánh giá và có chủ trương đúng đắn, linh hoạt để tránh những tác động từ những thỏa thuận của các nước lớn đối với lợi ích của dân tộc. Đây cũng là thách thức to lớn bởi vì ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đang diễn ra sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa các nước. Với các chính sách ngoại giao tuyệt vời, ngoại giao cây tre, từ trước đến nay, hiện với Việt Nam cũng có các vấn đề chưa được giải quyết, đó chính là: kể từ chiến dịch biên giới Tây Nam, căng thẳng nảy sinh từ lịch sử giữa Việt Nam và các quốc gia láng giềng vẫn còn tồn đọng, đặc biệt là Trung Quốc, khi cả hai quốc gia đều khẳng định yêu sách đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, hai quần đảo lớn ở Biển Đông. Các yêu sách mâu thuẫn nhau đã tạo ra những xung đột vũ trang quy mô nhỏ. Năm 1988, hơn 70 quân nhân Việt Nam đã thiệt mạng trong một cuộc đối đầu với lực lượng Trung Quốc khi Trung Quốc chiếm đóng một số đảo do Việt Nam kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Việc Việt Nam và Nga tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 3 năm 2001, trong lần đầu tiên thăm Hà Nội của một nguyên thủ quốc gia Nga, được xem là nỗ lực để đối trọng với Trung Quốc. Hiện nay, tranh chấp biển quốc tế bao gồm biên giới trên biển không xác định với Campuchia, tranh chấp chủ quyền của đảo Hoàng Sa và Trường Sa với Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Philippines và có thể cả Brunei, biên giới trên biển với Thái Lan đã được giải quyết vào tháng 8 năm 1997. Biên giới trên biển ở Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc đã được giải quyết năm 2000, quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974. Như thế, qua video, chúng ta thấy rằng một kỷ nguyên hội nhập toàn cầu đang diễn ra. Các vấn đề lịch sử dường như đã bị xóa bỏ và dần đi vào quên lãng. Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Bối cảnh ngoại giao khôn khéo, lịch sử Việt Nam, lịch sử ngoại giao khôn khéo, ngoại giao cây tre khiến Việt Nam là một điểm sáng trong sự phát triển ấn tượng của mình trong thập kỷ vừa qua. Rất mong với sự dẫn dắt đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ luôn phát triển và Việt Nam sánh vai cùng với các nước trên thế giới. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn quý vị.